tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Trở Về của nhà văn Thạch Lam. Tác phẩm được đăng trên báo Ngày Nay, phát hành năm 1936. Người đọc Thái Hoàng Phi. Mùa hè năm nay, Tâm và vợ chàng về nghỉ mát ở nhà một người bạn ở vùng thôn quê. Khi người bạn mời thì Tâm nhận lời ngay, vì chàng tính được chỗ nghỉ mát suốt một tháng hè không phải mất tiền. Vả lại tiện hơn nữa, chàng nhân tiện có dịp về thăm nhà cũng ở gần đó. Hôm ấy trời nắng mà có gió. Buổi sáng ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng Tâm bắt ghế ngồi ngoài hiên hưởng gió mát. Người bạn Tâm vì có việc đã ra tỉnh từ sớm. Tâm sực nhớ đến việc về thăm nhà mà từ khi về nghỉ đến giờ chàng cứ để lần lửa mãi. Chàng nói với vợ: "Hôm nay thế nào tôi cũng phải về thăm nhà mới được." Vợ đáp: "Thế còn tôi làm gì cho hết ngày hôm nay? Ngồi đây mãi thì chán chết. Độ 5 giờ chiều tôi đã về đây rồi." Vợ Tâm nũng nịu: "Thế thành ra suốt một ngày tôi ở đây một mình à? Cậu ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ đến công việc của cậu mà không nghĩ gì đến tôi cả." Tâm ngẫm nghĩ, muốn chiều vợ, chàng bàn: "Hay là thế này thì tiện nhất, mợ cùng đi với tôi. Đến gà chúng ta rẽ vào Cao Lâu ăn cơm sáng, rồi mợ đợi tôi ở đấy. Tôi về quê nhà độ 1 giờ, rồi tôi lại ra ngay." Vợ chàng bằng lòng. Hai người đánh xe ô tô nhà đi đến ga xe hỏa, cách đấy độ 50 cây số. Đến nơi hai người dạo chơi phố, rồi vào hàng cơm nghỉ. Tâm nói: "Bây giờ mợ đợi tôi ở đây, tôi về thăm bà cụ." "Phải đấy, nhưng đừng có ở lâu nhé. Cậu chớ quên rằng tôi đợi cậu ở đây đấy." Tâm mặc áo đi ra, để vợ ngồi trong căn phòng mát mẻ ở hàng cơm. Chàng đi theo một con đường đất đỏ, hai bên toàn cây dâm bụt hoa đỏ thắm. Có đến năm sau năm này Tâm không về thăm quê nhà. Trong thời gian ấy, ở Hà Nội, Tâm gắng sức làm việc để giành một cái địa vị trong xã hội. Chàng lấy vợ, con của một nhà giàu có, cũng không cho mẹ biết. Thỉnh thoảng chàng nhận được ở nhà quê gửi ra một bức thư mà chữ viết non nớt nghệt ngoạc và lời lẽ quê kệt. Tâm chỉ đọc thoáng qua rồi không để ý đến. Sống trong hoàn cảnh giàu sang chắc chắn, Tâm không bao giờ nghĩ đến quê nhà nữa. Hoặc có nghĩ đến, chỉ để lại tự chế giễu mình. Khi còn nhỏ, cho cái đời ở thôn quê là giản dị và sung sướng, chàng đã mơ màng yêu một cô thôn nữ và ước mong cùng nhau sống trong cảnh thanh bạch dưới một túp lều tranh. Cái mộng ấy bây giờ làm chàng mỉm cười khi chàng nghĩ đến cái đời chàng đương sống. Không còn một cái liên lạc gì ràng buộc Tâm với thôn quê nữa. Những người họ hàng ở làng chỉ làm cho chàng xin ghét vì những sự đi lại nhờ vả lôi thôi. Còn đối với mẹ chàng, Tâm tự tin rằng đã làm đủ bổn phận khi mỗi tháng gửi về giúp bà cụ một số tiền. Chàng lại càng tin như vậy lắm khi nghĩ đến những cái khó khăn chàng phải vượt qua để có số tiền ấy. Bao nhiêu sự dối trá chàng phải cần đến để giấu không cho vợ biết. Có khi chàng nghĩ phải giận bà mẹ vì bà mà chàng phải giấu giếm như thế. Tuy vậy, khi đến gần đầu làng, Tâm trong lòng cũng cảm thấy cảm động. Hai bên cánh đồng lúa xanh, gió đưa như nổi sóng. Trên đường trải đá, mặt đất khô rắn lại và nứt nẻ nhiều chỗ. Tâm nhớ lại cái đất ấy đã làm đau đớn bàn chân non nớt của chàng khi còn nhỏ, ngày ngày cấp sách đi học. Một cái cảm giác mát lạnh bỗng chùm lên hai vai. Tâm ngẩng đầu lên nhìn, chàng vừa đi vào dưới vòm lá tre xanh trong ngõ. Mấy đứa trẻ nhà quê trần truồng và đen sạm đương chơi khăn ở vệ đường. Khi thấy chàng đi qua, chúng đưa những cặp mắt bẩn thỉu nhấp nháy nhìn và chùi tay dây bùn vào bắp chân. Nghĩ đến thuở nhỏ, chàng cũng chỉ là một đứa bẩn thỉu như những đứa trẻ này. Tâm tự phụ vì mình bây giờ đã vượt hẳn được cái bực nghèo hèn ấy. Khi vào đến sân nhà, Tâm thấy bốn bề yên lặng, không có bóng người. Cái nhà cũ vẫn như trước, không thay đổi, chỉ có sụp thấp hơn một chút và mái tranh sơ sát hơn. Tâm bước qua sân rồi đẩy cái liếp bước vào. Vẫn cái gian nhà mà chàng đã sống từ thuở nhỏ. Tâm cất tiếng gọi, chàng nghe thấy tiếng guốc đi. Vẫn cái tiếng guốc ấy,
thông thả và chậm hơn trước. Rồi mẹ Tâm bước vào. Bà cụ đã già đi nhiều, nhưng hình như vẫn mặc cái bộ áo cũ kỹ như mấy năm về trước. Khi nhận ra con, bà cụ ứa nước mắt. Con đã về đấy à? Vâng, chính tôi đây. Tâm hơi khó chịu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bà vẫn được mạnh khỏe đấy chứ? Câu nói như khó khăn mới ra khỏi miệng được, vì Tâm thấy cái lãnh đạm của mình. Bà ở đây có một mình thôi à? Bà cụ cảm động đến nỗi không nói được. Sau cùng bà ấp úng. Vẫn có con Trinh nó ở đây với tôi. Cô Trinh nào? Có phải cô Trinh con bắt cả không? Tâm nhớ màng máng, cái cô con gái bé nhỏ ngày trước vẫn hay chơi với chàng. Tôi tưởng cô ta đi lấy chồng rồi. Bà cụ ngồi xuống chiếc phản gỗ đáp. Đã lấy ai đâu, con bé dở hơi chết đi ấy mà. Cũng đã có mấy đám dạm hỏi mà nó không chịu lấy. Bà cụ lặng yên một lát. Thỉnh thoảng nó vẫn nhắc đến cậu đấy. Tâm nhún vai không trả lời. Tuy ngoài trời nắng mà Tâm thấy bên trong cái ẩm thấp hình như ở khắp tường lan xuống, thấm vào người. Bà cụ âu yếm nhìn con, săn sóc hỏi. Năm ngoái bác cả lên tỉnh về bảo cậu ốm, tôi lo quá. Nhưng quê mùa chả biết tỉnh thế nào mà đi, thành ra không dám lên thăm. Bây giờ cậu đã khỏe hẳn chưa? Tâm nhìn ra ngoài đáp. Như thường rồi. Rồi muốn nói sang chuyện khác, Tâm hỏi. Ở làng có việc gì lạ không? Bà cụ trả lời. Chả việc gì lạ sất, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng được có con Trinh sang đây với tôi nên cũng đỡ buồn. Nó thường vẫn làm giúp tôi nhiều công việc. Con người thế mà đảm đang đáo để, đã chịu khó lại hay làm. Có tiếng người đi ở ngoài vườn. Bà cụ ngừng rồi nói. Có lẽ nó về đấy. Rồi bà cụ cất tiếng gọi. Trinh đấy phải không con? Vào đây có cậu Tâm vừa về chơi. Một thiếu nữ lách cửa liếp bước vào. Tâm trông ra thấy một cô gái quê ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ. Đôi mắt Tâm gặp đôi mắt cô ta đen láy, mở to nhìn chàng. Cậu Tâm đấy, con không nhớ mặt ư? Thưa có ạ. Ai chứ cậu Tâm thì quên thế nào được. Hình như lỡ lời, cô thiếu nữ cúi mặt hơi e lệ. Cái cử chỉ ấy và lời nói đã không làm cho Tâm cảm động, lại làm cho chàng hơi ghét. Cô gái quê mùa tưởng chàng để ý đến chắc. Vì vậy Tâm cất tiếng hỏi hơi sẵn. Thế nào cô Trinh, còn đợi gì mà không lấy chồng đi cho tôi ăn mừng? Thấy thiếu nữ không trả lời, Tâm để ý nhìn. Chàng thấy cô ta không thay đổi, tuy có nhớn lên mà vẫn là cái cô bé chơi đùa với chàng thuở còn nhỏ. Tâm nhận thấy ở thôn quê người ta không thay đổi mấy, và tính tình vẫn giữ được y nguyên. Nhưng chàng thì chàng thay đổi khác hẳn rồi. Những kỷ niệm cũ đối với chàng bây giờ thành ra trẻ con và vô nghĩa lý. Tâm không thấy có sự tha thiết giữa chàng và cảnh cũ nữa. Bây giờ chàng không khi nào có cái ý tưởng điên rồ đi lấy một cô gái quê như Trinh để sống một cái đời tối tăm nghèo khổ. Tâm lơ đãng nghe lời mẹ kể về những công việc và cách làm ăn ngày một khó khăn ở làng. Tâm dửng dưng không để ý đến. Con bác cả xin lấy vợ hay chú bác ta chết thì có can hệ gì đến chàng? Cái đời ở thôn quê với cái đời chàng chắc chắn giàu sang không có liên lạc gì với nhau cả. Không có sức mạnh nào có thể hòa hợp hai cái đời khác nhau ấy được. Câu chuyện nhạt dần. Những câu hỏi và sự săn sóc của bà cụ về công việc của chàng chỉ làm cho Tâm khó chịu. Chàng trả lời qua loa lấy lệ. Nghĩ đến vợ đợi, Tâm vội vàng đứng dậy. Bà cụ nhìn theo khẩn khoản. Cậu hãy ở đây ăn cơm đã, đến chiều hãy ra. Thôi, bà để tôi về. Độ này bận công việc lắm, ở Hà Nội mà về đây rất xa. Tâm lại an ủi. Nhưng thế nào có dịp tôi cũng về. Rồi Tâm mở ví lấy ra 4 tấm giấy bạc 5 đồng đưa cho mẹ. Tâm hơi kiêu ngạo trước mặt cô Trinh. Chàng nói. Đúng 20, bà cầm lấy mà tiêu. Có thiếu tôi lại gửi về. Bà cụ run tay đỡ lấy gói bạc, rơm rớm nước mắt. Thôi, bà ở lại. Chào cô Trinh nhé.
Tâm làm như không trông thấy gì, vội vàng bước ra. Bảo tôi có nhờ hỏi thăm tất cả họ hàng. Ra đến ngoài, Tâm nhẹ hẳn mình. Chàng tự cho đã làm xong bổn phận. Khi Tâm bước vào hàng cơm, vợ chàng vui mừng lộ ra nét mặt, vì không ngờ chàng về chóng thế. Trời hay còn sớm, hai vợ chồng rủ nhau đi ngắm phố. Đợi đến chiều mát sẽ đi ô tô về Hướng Gió. Hai người đi quanh quẩn trong phố, nhìn những cửa hàng nước tiều tụy của ta và những hiệu lớn của người khách. Chú thích: người khách tức là người Hoa Kiều. Hết chú thích. Mặt trời xế ngang chiếu ánh nắng lóe vàng vào mắt và dải vàng lên trên những mái nhà tranh. Chợ đã vãng, những người đàn bà gồng gánh sắp ra về. Trên mặt đất đầy những rác bẩn, những vỏ dưa, những lá gói. Một cái mùi ẩm bốc lên, cái mùi đặc biệt hình như lẫn mùi đất, mùi ẩm và mùi rác đốt. Tâm nhớ lại rõ rệt những hồi còn trẻ. Tự nhiên Tâm giật lùi lại. Một bà cụ già khom lưng dựa bên một cô con gái đi ra phía ga. Tâm nhận ra bà mẹ. Có lẽ bà cụ muốn được trông thấy con lần nữa. Chắc bà tưởng Tâm đi xe hỏa. Chàng lộ vẻ khó chịu. Bà cụ còn ra đây làm gì nữa? Tâm sợ lúc bà cụ lại khóc lóc để cố giữ chàng lại, hay nắm lấy áo chàng mà kể lể giữa chỗ đông người. Chàng tự nghe thấy những câu bình phẩm to nhỏ và trông thấy những cái mỉm cười chế giễu. Vợ chàng sẽ nói thế nào? Thôi, chúng ta về ngay đi, Tâm nói như người sốt ruột vì đi đã lâu rồi. Đợi bà cụ đi khuất đầu phố, Tâm và vợ trở lại nhà hàng trả tiền rồi đánh xe ra ngoài. Máy chạy đều, cái xe êm như ru bắt đầu lướt trên đất. Khi đến chỗ quặt quá ga, bỗng nhiên Tâm thoáng thấy đứng bên cạnh đường một bà cụ già khom lưng dựa vào một cô con gái mà xe chạy bắn bùng lên quần áo. Trong một giây, Tâm thấy cặp mắt đen lấy của cô gái quê mở to như ngạc nhiên rồi theo dõi mắt mình. Tâm không ngoảnh lại, chàng nghĩ đến bà mẹ, đến cô Trinh vẫn chơi đùa với chàng thuở nhỏ. Song những hình ảnh ấy như xa xăm lắm, và Tâm vẫn thấy dửng dưng không bận tâm trí. Giữa những kỷ niệm ấy với Tâm như có một cái bờ ngăn cản. Xe ô tô, vợ chàng, địa vị chàng, cái đời chắc chắn, sung sướng của chàng hiện giờ. Phong cảnh đồng ruộng hai bên đường vùng vụt trốn lại sau, như càng làm xa cách chàng với cảnh thôn quê cũ. Hết chuyện.